Trong thời gian qua, rác thải ung ứ tại đầm Sa Huỳnh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân, phường Phổ Thành, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chính quyền địa phương dự kiến đưa ra 3 giải pháp để sớm xử lý tình trạng này. Trước mắt, để ngăn chặn rác thải vứt ra đầm nước mặn Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ sẽ tổ chức xe vận chuyển rác sinh hoạt trong dân đến bãi rác tạm thời để đốt, đồng thời tăng cường đặt thùng thu gom rác tại các khu vực để người dân tập kết rác thải sinh hoạt hàng ngày, lắp camera theo dõi và xử phạt các hành vi vứt rác bừa bãi. Chính quyền thị xã Đức Phổ giao cho phường Phổ Thành thành lập tổ dọn rác, dùng thuyền thúng đi vớt dần lượng rác thải đang có trên đầm. Thị xã Đức Phổ cũng đang khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư khu liên hợp xử lý rác thải tập trung ở xã Phổ Nhơn tiến tới giải quyết dứt điểm vấn đề rác thải ùn ứ trên toàn thị xã trước đó phường phổ thành đã có giải pháp chọn khu vực đào hố nhằm tập kết và xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt của các toàn bộ dân cư của phường tuy nhiên phương án này vấp phải sự phản đối của một số hộ dân trong lúc chờ giải pháp lâu dài để sớm xử lý và ngăn chặn ô nhiễm môi trường ngoài sự chung tay của chính quyền và các tổ chức xã hội thì cần sự đồng lòng của nhân dân